hàng ngàn năm trước. Đồ Sơn nhờ vào cây khổ tình để cảm nhận chân tình ở thế gian, giúp yêu tộc kết duyên. Tinh lực sinh ra từ kết duyên sẽ nuôi dưỡng cây khổ tình, từ đó tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Đồ Sơn, có ta che chở, hiểu rồi chứ? Nhiều năm qua, cây khổ tình luôn bị sức mạnh hắc ám ăn mòn. Xưa nay nhiệm vụ của Thiên Thư luôn liên quan mật thiết đến cây khổ tình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tình duyên trong đó thì có thể nuôi dưỡng cây khổ tình để làm Đồ Sơn lớn mạnh. Dù thế nào đi nữa, Đồ Sơn cũng cần che chở tình duyên này. Chính tỷ đã cứu ta về Đồ Sơn, cùng ta tu luyện. Thể là điều tỷ muốn thì ta sẽ hoàn thành cho tỷ. Tỷ, đối phó với hạng vô tích sự này không cần tỷ tự ra tay. Một nhân tộc không biết pháp thuật mạo hiểm đến yêu tộc, chắc hẳn có chuyện cần cầu xin. Ước hẹn kết duyên, ta muốn kết duyên với yêu. Ta bằng lòng lập lời thề, mãi mãi yêu nàng ấy, đến chết không đổi. Hai tộc giao chiến, người và yêu không ngừng xung đột. Nhất khí mình không thể khoanh tay làm ngơ thêm nữa. Hàng loạt sự việc thế này rõ ràng là muốn phá hoại quan hệ giữa yêu minh và nhất khí minh. 4 trang chủ phải tiêu diệt đám yêu nghiệt Đồ Sơn các ngươi. Yêu tiên tỷ, từ nay về sau thế gian không còn gia tộc Đông Phương nữa. Yêu tiên tỷ, để ta cho tỷ biết bí mật của dòng máu Đông Phương. Sức mạnh hồ yêu bắt nguồn từ tình. Người và yêu hòa bình không chỉ là mong muốn của tỷ, mà từ lâu cũng đã trở thành mong muốn của ta. Cây khổ tình ơi, mong thế gian đổi dời, các vì sao muôn đời chiếu sáng đường đêm cho tỷ ấy, để tỷ ấy không bao giờ biết đến bi thương. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên.